Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S889. Và cái trận tâm ma này thì nhân vật chính của chúng ta sẽ đi solo tiêu dao anh em à. Và chúng ta đã không nhặt được cái quần thể kim cang rồi, tiếc quá. Thôi thì không sao, cứ chờ đợi cho team đó họ đánh nhau trước đi rồi mình sẽ lên ăn hồi sau. Như vậy là chúng ta có hai hạt treo đây đang cố gắng farm lính rất là nhiệt tình. Treo mà farm lính thì cũng ổn áp nha anh em, chứ treo mà đứng yên thôi kéo người về cho nó kết thúc luôn để cho gọn. Và tiêu dao chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 14 rồi. Có lẽ thì bên kia cũng đã giao tranh xong và lần này thì lướt vào anh em ạ. Đó, lóc lên. Rồi, thật thảm nè, chạy nè. Đội bạn có di chuyển sang hay không? Như vậy là team đội bạn đã không di chuyển sang rồi, đội bạn có cùng luôn, có khả năng hồi máu rất là tốt nha. Cây bang thì đang bị yếu máu rồi. Chúng ta chuẩn bị chờ hồi kỹ năng và có thêm một cái tăng giáp cho anh em nữa. Rồi, tiếp tục up một tập nữa anh em ạ. Lướt vào, dính chùm với nhau này. Rồi thì dính chùm thất thảm luôn và chúng ta đã kết thúc được, đó chính là cây bang. Rồi, team treo nó cũng qua tới luôn rồi. Quả đen đã chạy mất tiêu anh em ạ. À. Đấy, trời ơi, ngồi xong quả đen luôn. Thêm một tiêu dao, một trường ca khác nữa. Đó là Minh Giáo, một team cầm tay. Có cả tiêu dao đã lóc được chúng ta rồi, chúng ta chuẩn bị có lóc nè. Quay lại đây anh bạn ơi. Như vậy là các thành viên của mình mặc dù hai hạt treo nhưng đã giành được ưu thế tại khu vực số 14. Và bây giờ thì tiêu dao cần phải hồi máu một chút xíu, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi chết tài nguyên nha. Nguyên tắc anh em solo thì anh em đừng có quá hộ báo ở những vòng đầu nha anh em ơi. Chúng ta sẽ ưu tiên chết tài nguyên, farm lính nhẹ nhẹ. Có team, cẩn thận, chạy anh em ạ, rất nhanh chóng. Như vậy là Thiên Sơn với Thiên Vương đã di chuyển về khu vực số 15, Thiên Vương đã quay trở lại rồi. Và khả năng là Thiên Sơn sẽ lên bảng điểm số. Đội bạn đã di chuyển lên tới khu vực số 14. Chúng ta có Minh Giáo và Thiên Vương đã di chuyển ra tới khu vực số 4. Thiên Sơn cũng đã chạy kịp lên đây rồi. Hiện tại tiêu dao chúng ta đã bị máu anh em ạ. Cần thế bà con ơi. Kéo lại, không kéo được, lướt tới và không lóc được rồi. Đó là cùng luôn và một tiêu dao khác nữa. Chúng ta lại một lần nữa bị lóc. Như vậy là Thiên Sơn đã lên bảng điểm số rồi, lần này thì tiêu dao sẽ phải làm gì đây? Mình thấy là cái trận này anh em đã bắt đầu đưa mình vào một cái tình thế rất khó khăn bởi vì các team đã bắt đầu di chuyển quét map. Như vậy là hai hạt treo trong team đã ra đi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục farm lính để hồi máu nha, có một cái tấn công cho anh em. Kéo, rồi farm lính và hồi máu anh em ơi. Chỉ cần tiêu dao có được quyển bí kíp đấu chuyển tinh di thì chúng ta sẽ hồi máu rất nhanh. Nhưng rất tiếc hiện tại tiêu dao chúng ta vẫn chưa có. Đó là Minh Giáo, cẩn thận. Minh Giáo rất hộ bảo. Và trong tình huống vừa rồi anh em thấy là tiêu dao chúng ta đã chạy rất nhanh về khu vực số 15 tiếp tục farm lính. Rồi, ảo tượng ra mà chúng ta cũng không làm được gì với những cao tượng anh em ạ. Bây giờ thì cần phải hồi máu nhanh chóng thôi. Nãy giờ mình cũng chưa để ý được là thương nhân chúng ta đang có ở đâu trong cái bản đồ tâm ma này. Chuẩn bị có tài nguyên mới xuất hiện rồi. Đó là một cái bảo kết và chúng ta có Minh Giáo. Wow, rất có báo lóc lên nè. Trời ơi, hộ báo. Minh Giáo cứ nghĩ là sẽ dễ ăn với tiêu dao. Minh Giáo đó là chơi dại nha em ơi, bởi vì tiêu dao chúng ta vẫn còn lóc mà Minh Giáo đã liều lĩnh di chuyển lên như thế là quá dại dột anh em ạ. Như vậy là sau khi kết thúc được Minh Giáo thì chúng ta đã có thêm một lượng tài nguyên rất lớn. Bây giờ tiêu dao tiếp tục farm lính để hồi máu. Số đội bây giờ đã giảm đi khá là nhiều rồi, bây giờ số lượng ô trống cũng rất nhiều. Do đó anh em cứ việc tự do di chuyển thoải mái nha, để chúng ta check tài nguyên thêm. Đó là một cung lôn từ khu vực số 13 di chuyển xuống.
khả năng chúng ta tiếp tục chết tài nguyên và sẽ di chuyển trở lên khu vực số 13, đó là viên máu. Và Côn Lôn lần này, như vậy là Tiêu Dao đã quyết định tha cho Côn Lôn anh em ạ. Có Thiên Vương, và Thiên Vương đã chết tài nguyên tại khu vực số 15. Tiêu Dao đã mất né. Như vậy Tiêu Dao đã quyết định tiếp tục farm lính sau khi bị mất né rồi. Chúng ta đã giảm thêm một đội trong bản đồ, giảm thêm hai đội rồi anh em ạ. Và hiện tại thời gian của vòng số 1 chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi. Sau khi farm xong đám lính này thì Tiêu Dao chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Rất là nguy hiểm ở những giây phút cuối cùng của vòng số 1, và Tiêu Dao chúng ta bắt đầu di chuyển về khu vực số 6, đó chính là Thường Nhân. Có tim Côn Lôn. Như vậy là chúng ta không có lốc, nhưng phát lướt cũng đã kết thúc được Côn Lôn, tuyệt vời. Wow, Tiêu Dao chúng ta đã có được đủ chuyện tinh di nhưng chưa có được thất thảm anh em ơi. Và nãy giờ thật là thiếu sót khi mình vẫn chưa giới thiệu trận tâm ma này đến từ server nào. Trận tâm ma này đến từ server 889 và được chia sẻ với một người anh em, đó là Mon KT nha. Không biết là đầu clip mình có giới thiệu cho anh em chưa, thôi thì giới thiệu lại cho anh em để chúng ta biết về nguồn gốc của trận tâm ma này nè bạn. Bây giờ thì Tiêu Dao chúng ta sẽ đi tìm quyển bí kíp, đó là thất thảm anh em ơi, lấy quyển này liền, đúng rồi, tuyệt vời, chạy một cách nhanh chóng, đó là Côn Lôn và Tàn Kiếm. Như vậy là nhân vật chính của chúng ta đã có được hai quyển bí kíp quan trọng, thậm chí là 4 quyển bí kíp luôn anh em ạ. Rồi, công việc tiếp theo của anh em đó là mình sẽ đi kiếm một cái bảo kích nha. Tìm kiếm những team bị yếu máu. Đó, có team Thiên Vương vừa đuổi theo con phái nào đó anh em ạ. Như vậy là Thiên Vương tiếp tục chức kích và chúng ta đã mất né rồi. Wow, một Thiên Vương rất hộ báo đã cấu được chúng ta 50% máu. Như vậy là hiện tại bản đồ tâm ma chúng ta đang còn 7 đội. Trận này mình thấy là không đơn giản chút nào nha anh em ạ. Bởi vì các team có vẻ như là những cao thủ BK rất chắc tay. Bây giờ chúng ta tiếp tục chế tài nguyên. Một viên máu tại khu vực số 1, tiếp tục đó là khu vực số 2, tiếp tục mở rương. Trời ơi, rừng nổ mất né luôn rồi, Tiêu Dao chúng ta không dám di chuyển sang khu vực số 9 sau khi đã bị mất né. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 3. Anh em chơi Tiêu Dao chú ý nha anh em ơi, mình phải biết được lúc nào chúng ta còn né và biết được lúc nào chúng ta mất né nha anh em ạ. Anh em thấy mà quýnh mà nó lên cái chữ né một cái là thôi. Đó, mất né đó. Chúng ta tiếp tục mở rương để nâng lực chiến, và nãy giờ thì Tiêu Dao vẫn chưa có được cái bảo kích nào cả. Di chuyển về khu vực số 13. Lại là một cái tấn công anh em ạ. Vẫn chưa có bảo kích. Như vậy thì tài nguyên mới tiếp tục xuất hiện rồi, và chúng ta lại tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên. Một cái vấn đề quan trọng nữa là anh em cần phải biết được các mốc thời gian tài nguyên xuất hiện nha, để mình có ưu thế hơn anh em ơi. Và lần này thì Tiêu Dao chúng ta đã có được một cái bảo kích rồi. Ngon lành, chuẩn bị ảo tưởng xuất hiện mà có cả combo tấn công bảo kích thì quá ngon anh em ạ. Rồi, cẩn thận nha Tiêu Dao ơi, các team họ đang giao tranh với nhau rất kịch liệt, và chúng ta có ảo tưởng tại khu vực có team. Cẩn thận, chúng ta mất né rồi, vẫn lóc được. Lướt thất thảm ngược trở lại, Minh Giáo đã dầm anh em ạ. Rất may là Minh Giáo đã dầm trong khi chúng ta đang thất thảm. Đây, đội bạn đang có mặt tại khu vực số 4. Tiêu Dao tiếp tục lên né rồi, Minh Giáo nha mi. Một phát lướt, Minh Giáo tiếp tục mất thêm máu. Và lần này Tiêu Dao chuẩn bị hồi lóc anh em ơi. Lóc lên được hai thành viên của tụi bạn, rất tuyệt vời, và Minh Giáo đã phải lên bài điểm số. Thiên Vương xuất hiện và Nga Mi đã bị kết thúc. Tính ra ông nội Thiên Vương này ăn hồi đúng thời điểm thật sự anh em ơi.
Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 3 để mở tượng không. Thiên Vương đang có mặt tại khu vực số 3. Chúng ta có quân thể Kim Cang và Thiên Vương lại mặc quân nữa. Khá là khoai. Như vậy là Thiên Vương vừa sở hữu được hai cái quân thể Kim Cang. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Thiên Vương lại có quân nữa rồi anh em ạ. Làm sao mà cho nó mở tượng được đúng không? Lốc trượt rồi, tiếc quá, Thiên Vương đã mất xoay chùy. Một tay to Thiên Vương đó anh em ơi. Kéo lại. Lướt một cái. Nhất kích. Rồi, lần này thì tới công chuyện thật sự. Chúng ta thất thảm, né chiêu và kinh công thôi. Wow, liều lĩnh thật sự và tàn kiếm xuất hiện. Lần này thì Thiên Vương tới công chuyện thật sự rồi đẹp ạ. Và vừa rồi thì điều do chúng ta đã quá liều lĩnh khi chơi trực diện với Thiên Vương. Anh em chơi tiêu dao chúng ta chú ý nha, những cái thời điểm mà mấy cái con tinh anh xuất hiện thế này thì mình rất là dễ bị mất né nha anh em ơi. Di chuyển sang các khu vực có tinh anh thì anh em phải chạy sang các map. Đó là Côn Lôn, Trường Ca và Tàn Kiếm, thất thảm anh em à. Như vậy là Trường Ca đã bị chúng ta kết thúc rồi. Lướt chạy, có chạy được không? Một hit nữa thôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tiêu dao chúng ta đã phải lên bài điểm số rồi. Như vậy là trong bản đồ này còn đến hai môn phái hệ kim. Anh em thấy là ảo tượng khu vực số 3 vẫn chưa có team nào mở cả anh em ạ. Rồi, di chuyển để chết tài nguyên cuối cùng của vòng số 2. Bây giờ anh em di chuyển về khu vực số 3 chắc chắn có kèo. Wow, không có kèo anh em ạ, và chúng ta di chuyển về khu vực số 4 vẫn đang rất trống. Như vậy là thời gian của vòng số 2 chúng ta kết thúc tại đây và số đội vẫn còn 4 đội nha. Đây là Tàn Kiếm, tại sao Tàn Kiếm chỉ còn có một mình anh em ạ? Rồi thôi kệ đi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chiến đấu cho vòng số 3. Wow, một team treo. Một combo không thể nào kết thúc được team này. Hiện tại Côn Lôn đã bị yếu máu. Như vậy ở khu vực số 3 có một team treo và mình nghĩ là Côn Lôn vừa giao tranh với team này nè em ơi. Côn Lôn vẫn là một môn phái chung team với Tàn Kiếm. Lần này thì chúng ta sẽ xử lý Tàn Kiếm hay không? Có chiêu lướt anh em à? Không, chúng ta đã quyết định bắt Côn Lôn bỏ qua cho Tàn Kiếm rồi. Côn Lôn đã bị xử lý và một Thiên Vương vừa xuất hiện nữa. Bây giờ mình cần phải hồi chiêu và tìm kiếm Tàn Kiếm. Và đó, anh em đuổi theo Tàn Kiếm thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì cơ hội chúng ta kết thúc được Tàn Kiếm rất cao. Lúc đó là anh em vẫn còn chiêu số 2, chúng ta có thể lướt để bám sát theo Tàn Kiếm nữa anh em ạ. Như vậy là bản đồ chúng ta chỉ còn có 3 đội thôi. Khả năng là Tàn Kiếm hoặc là Thiên Vương đã lên bài điểm số. Không biết đó là team nào. Rất trống, bây giờ anh em chúng ta hãy chết khu vực số 3 nè. Đó là Thiên Vương, lóc được rồi. Nhưng mà chúng ta đã bị khiêu khích, à không, bị khống chế nè em ơi. Thật thảm, kết thúc bé ngũ độc, cẩn thận Thiên Vương xuất hiện. Lần này thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Rất may mắn là Thiên Vương đã không xuống ngựa. Thiên Vương đang xoay chùy để hồi máu tại khu vực số 1. Như vậy mình có thể xác định được các môn phái trong bản đồ tâm an đây. Thiên Vương này BK rất hay nha anh em ạ. Từ đầu trận đến giờ chúng ta thấy là Thiên Vương liên tục đuổi theo chúng ta và gây áp đảo về tiêu dao. Và môn phái cuối cùng của team treo cũng đã bị kết thúc. Đây là cuộc đối đầu giữa Tiêu Dao và Thiên Vương. Tiếp tục chết tài nguyên. Đây, Thiên Vương đang hồi máu. Bị lóc lên chưa? Vẫn chưa có lóc. Lướt một cái nè em ơi. Không được rồi, cái lóc quá sớm và Thiên Vương đã chạy thành công.
Chúng ta tiếp tục có quân thể Kim Cang và tìm kiếm Thiên Vương. Một viên máu, Thiên Vương đã ăn máu tại khu vực số 6 rồi và chúng ta vẫn tiếp tục. Thiên Vương đang hồi máu, Thiên Vương đã đầy máu anh em ạ. Ôi, Thiên Vương không đánh mình mà lại chạy, có lẽ là Thiên Vương đã mất combo. Rồi, tiêu dao chúng ta đã mất nẻ nha. Như mình đã có chia sẻ cho anh em ở những cái video trước á, đối với Thiên Vương bắt tiêu dao thì bắt buộc anh em phải là người chủ động di chuyển. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể áp đảo được tiêu dao thôi, chứ để tiêu dao tìm kiếm chúng ta thì anh em sẽ thiệt thòi hơn rất là nhiều. Trận này anh em có thể kéo về đến vòng cuối để chúng ta đánh cũng được anh em ạ. Thiên Vương lại xuất hiện rồi, rất may là chúng ta có né. Nhất kích không trúng và Thiên Vương gồng lên, sau đó là chạy. Như vậy là chỉ còn một cái ảo tượng tại khu vực số 9 vẫn chưa mở và chúng ta đã mở thành công rồi anh em ơi. Tiếp tục hành trình tìm kiếm Thiên Vương. Đây, Thiên Vương đang hồi máu tại khu vực số 6. Hồi nãy rượt mình rất là hăng say, bây giờ thì Thiên Vương buộc lòng phải chạy anh em ơi. Anh em tiêu dao di chuyển giữa mấy con này cẩn thận nha anh em ơi. Nó cấu né mình là Thiên Vương nhất kích một cái là xong phim luôn anh em ạ. Tầm này thì lực đam của Thiên Vương rất cao. Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm Thiên Vương. Lóc lên. Không được rồi, cẩn thận Thiên Vương nó chận đầu. Ồ, con Thiên Vương này nó không chận đầu luôn anh em ạ. Đây nè, ăn lóc nè, ăn lóc nè. Một phát lướt và Thiên Vương đã lên 7x. Lên 7x mà không xuống ngựa vả mình, trời ơi. Có lẽ là Thiên Vương đang cố gắng kéo trận tâm ma này để về đến vòng cuối. Anh em cái bang với Thiên Vương nha, hai môn phái này đặc biệt chú ý nha anh em ơi. Sau khi ăn lốc của tiêu dao xong thì chúng ta hoàn toàn có thể vả ngược lại với tiêu dao anh em ạ. Bởi vì cái bang sau khi ăn lốc xong mà khống chế được tiêu dao thì chỉ cần vài đấm thôi là tiêu dao bốc khói liền. Cứ để bị tiêu dao cấu máu, anh em liên tục di chuyển để hồi máu thì như vậy anh em sẽ là những người thiệt thôi. Một lần nữa Thiên Vương bị lốc và lần này có cây bẫy hay không? Lướt một cái, đó là kết quả của Thiên Vương sẽ nhận được. Quá tuyệt vời. Và như vậy là trận tâm ma đến đây là kết thúc rồi anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.